Bốn mỹ nhân hoa ngữ bị chỉ trích vì đạo nhái, hình tượng của chính mình, Triệu Lệ Dĩnh chưa là gì so với Đương Yên. Phong cách tạo hình nhân vật vốn vẫn được coi là yếu tố then chốt làm nên sức hấp dẫn cho một bộ phim, chính vì lẽ đó mà việc lặp lại hình tượng cũ là điều tối kỵ đối với các diễn viên nếu muốn gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng thực tế đã cho thấy, có quá nhiều mỹ nhân hoa ngữ lười, thay đổi hình ảnh tới mức bê nguyên phong cách cũ vào phim mới để rồi hứng đủ gạch đá, từ cư dân mạng. 1. Triệu Lệ Dĩnh. Thành công với hình tượng nữ anh hùng mạnh mẽ, cá tính trong bom tấn cổ trang sở kiểu chuyện, Triệu Lệ Dĩnh chính thức ghi tên mình vào danh sách những nữ cường đình đám của điện ảnh hoa ngữ. Thế nhưng khi đến với Hữu Phỉ, chẳng hiểu tại sao mỹ nhân sinh năm 1987 lại copy paste một cách không chọn lọc phong cách của nàng sở kiều vốn đã quá quen thuộc đối với khán giả. Từ kiểu tóc búi cao đến những chi tiết trên trang phục của Triệu Lệ Dĩnh trong Hữu Phỉ đều khiến người xem dễ dàng liên tưởng tới sở kiều chuyện. Có thể vì cả hai bộ phim này đều có cùng một đạo diễn và cùng xây dựng hình tượng nữ chính mạnh mẽ, sở hữu võ nghệ cao cường nên tạo hình nhân vật cũng na ná nhau. Phong cách của Triệu Lệ Dĩnh ở Hữu Phỉ chẳng khác sở kiều chuyện là bao. 2. Cúc Tịnh Y. Cũng giống như đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, mỹ nữ 4.000 năm Cúc Tịnh Y khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm, với tạo hình nhân vật ở phim mới chẳng khác phim cũ là bao. Cụ thể, năm 2018 khi gây tiếng vang với Vân Tịch Truyện, Cúc Tịnh Y đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ nhờ kiểu tóc rẽ ngôi giữa kết hợp mái thưa giúp khuôn mặt Cúc Tịnh Y thanh thoát và dịu dàng hơn. Tuy nhiên khi tham gia vào dự án phim như Y Phương Phi, tổ tạo hình lại lười suy nghĩ tới mức bế nguyên mái tóc cũ sang poster mới cho Cúc Tịnh Y, khiến nhiều khán giả cảm thấy nhàm chán. Tạo hình gây ấn tượng mạnh của Cúc Tịnh Y trong Vân Tịch Truyện, nhưng sau đó lại được bế nguyên xì sang như Y Phương Phi. Thậm chí, tóc Cúc Tịnh Y trong Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ cũng vẫn là kiểu rẽ ngôi giữa quen thuộc. 3. Ngô Thiến. Ngô Thiến cũng là một trong những nữ diễn viên xứ Trung bị mất điểm trong lòng khán giả chỉ vì tạo hình nhân vật trăm phim như một. Dù gây tiếng vang với Lê Hấp Đường Phèn đầu năm 2020, nhưng nữ diễn viên sinh năm 1992 lại không được dân tình đánh giá cao về khả năng làm mới vai diễn của mình. Từ Bên Nhau Trọn Đời, Anh Chỉ Thích Em, Ngôi Sao Sáng Nhất Trên Bầu Trời Đêm cho đến Lê Hấp Đường Phèn, Ngô Thiến vẫn là cô gái trong sáng, đáng yêu cùng kiểu tóc buộc đuôi ngựa và gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, đặc biệt lần nào cũng đeo ba lô. Nhiều người cho rằng Ngô Thiến đang tự đóng băng bản thân ở những vai diễn có nét tính cách na ná nhau nên dù có năng lực thực sự thì cô nàng cũng khó tạo bước đột phá. Ngô Thiến của Bên Nhau Trọn Đời, đến Anh Chỉ Thích Em, sang Ngôi Sao Sáng Nhất Trên Bầu Trời Đêm, và tới Lê Hấp Đường Phèn vẫn giữ nguyên một kiểu tạo hình quá quen thuộc. 4. Đương Yên. Nhắc tới mỹ nhân hoa ngữ lười đổi hình tượng nhân vật nhất, chắc chắn không thể quên cái tên Đương Yên, khi nữ diễn viên đã để cùng một kiểu tóc trong loạt phim ăn khách như Bên Nhau Trọn Đời, Người Tình Kim Cương, Cẩm Tú Vĩ Ương, Thiên Địa Phong Vân, Cô Gái Trên Cây Sake, Bà Xã La Tấn vốn sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại mang khuyết điểm là phần trán rộng cao, chính vì thế mà cô luôn trung thành với kiểu tóc ngôi lệch. Cô nàng cũng từng chia sẻ rằng mình đã để kiểu tóc này trong 6 bộ phim liên tiếp vì không muốn lộ khuyết điểm trên gương mặt. Tuy nhiên việc quá lạm dụng kiểu tóc này trong nhiều lần tạo hình lại khiến Đương Yên hứng đủ gạch đá, từ cư dân mạng cũng vô vàn lời chê bai về diễn xuất một màu mãi không tiến bộ. Đương Yên để kiểu tóc ngồi lệch trong Bên Nhau Trọn Đời, rồi sau đó là trong phim Người Tình Kim Cương, tiếp đến là bộ phim Cô Gái Trên Cây Sake, sau đó là vai khách mời Đường Nhất Nhất trong Thiên Địa Phong Vân. Rồi đến Cẩm Tú Vĩ Ương, Đương Yên vẫn để kiểu tóc ngồi lệch dù là tạo hình cổ trang. Quả thực, việc thay đổi hình tượng nhân vật trong từng vai diễn là điều rất quan trọng với các diễn viên. Hy vọng trong thời gian tới, bốn mỹ nhân beast đình đám trên sẽ làm mới mình để ghi điểm trong lòng đông đảo khán giả. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.